xong ra ngoài nhìn, cả căn nhà sạch bong kim kít ngăn nắp sạch sẽ quá chừng. Hóa ra cô gái có chút mắc bệnh sạch sẽ quá mức, và em gái xà phòng cũng mang đến rất nhiều rắc rối. Cơ thể của cô quá to, ăn cũng nhiều, tối đến thì chiếm hết cái giường. Cô bạn gái như này khiến A Đại có chút khó xử bối rối. An Kỳ sau khi biết chuyện bèn nhắc nhở anh, nếu cô ấy béo, anh dùng nhiều một chút là gầy lại rồi. Ô kìa đúng rồi nhỉ, từ đó về sau ngày nào anh cũng lăn lên bò toài nằm thẳng ra đất, khiến cả người bẩn kinh. Em gái xà phòng cũng không ngại làm sạch cho anh. Sau một tuần cuối cùng xà phòng cũng thành nữ thần xinh đẹp. A Đại vui mừng khôn xiết, đây chính là cô bạn gái lý tưởng trong lòng anh. Để đề phòng bạn gái lại gầy nữa, từ dạo đó anh không nỡ dùng xà phòng, còn mua sữa tắm về để thay thế. Xà phòng lại tưởng A Đại thay lòng đổi dạ, đau lòng lập tức chạy đi, cuối cùng biến thành bong bóng bay đi không thấy nữa. Bạn gái hoàn hảo vừa được đã mất, A Đại thất vọng tràn trề quay trở về nhà. Nhưng chỉ cần có nhẫn trong tay kiểu gì cũng lại có bạn gái. Lần này anh lựa chọn chú cá vàng nhỏ mình cưng chiều và bên anh mỗi ngày. Quả nhiên có vàng nhỏ sau khi bị ném cũng lập tức biến thành một cô gái nhỏ ngọt ngào. A Đại rất vui mừng, sau đó cùng yêu đương với cá vàng nhỏ. Nhưng cá vàng cũng không hoàn hảo, cô rất thích ăn, một khi đã bắt đầu ăn thì sẽ không ngừng. Hơn nữa trí nhớ của cá vàng chỉ có 7 giây thôi, thế nên toàn quên mất bạn trai mình là ai. Vì để đề phòng bạn gái đi lạc, A Đại chỉ đành vẽ lên tay của cô đầu của mình để cho cô nhớ. Nhưng hôm đó cá vàng vô tình rửa trôi nó đi, cô quên mất ai mới là bạn trai, bèn chạy ra ngoài để tìm. Lúc A Đại tìm được cô đang bị một nhóm người quay và chụp ảnh lại, còn suýt nữa bị người đưa đi. A Đại vội vàng xông vào cứu bạn gái, nhưng loại tình yêu vừa sợ này cũng không phải là cách. Thế là anh lại vẽ lên tay cá vàng một hình trái tim, biểu thị mình vĩnh viễn yêu cô, sau đó để cô biến lại làm cá. Sau hai lần thất bại, lần này A Đại quyết định tìm một bạn gái mạnh mẽ, vì thế anh đã ném dao đi. Chà, một cô gái phong cách quyến rũ cá tính xuất hiện ngay lập tức. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn cho A Đại một cảm giác vô cùng an toàn. Vừa ra đường đã đánh bay mấy tên du côn vớ vẩn, nhưng A Đại dần dần phát hiện cô luôn chán nản không vui. Hóa ra cô gái này hoàn toàn không thích A Đại, người cô thích chính là chủ nhân trước của mình, anh chàng xã hội đen Trần Hạo Nam. Năm đó Trần Hạo Nam đưa cô vào Nam ra Bắc tung hoành, cô gái có tình cảm sâu đậm với Hạo Nam, vì thế A Đại nuốt nước mắt vào tim giúp cô gái tìm lại chủ nhân trước của mình. Nhưng Trần Hạo Nam không thích con dao ngày xưa nay đã biến thành cô gái rất đau lòng.